Và các bạn sau đây là chúng ta sẽ tập cái phần cao trào, đó là cái phần cuối cùng nữa ha. Thì nó đánh cái hình thức vậy các bạn. Chết 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 chết. Cái này bốn cái ta đánh nhanh ha. Chết 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 à. Và cái này á thì ra có cái là đánh xuống lên xuống các bạn. Chết 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 ha. Các bạn lưu ý. Chết chết chết. Cái liên ba thì đánh xuống không. Còn cái bốn là chết 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 ha đây nha. Thì nó mới nhuyễn ra được ha. Cái này lấy lên xuống nè, đánh kéo nè, nó sẽ đổi cái chỗ này các bạn ha. Những cái phần này cố gắng đánh chậm đi các bạn hiểu ha. Cái đó ta sẽ cố gắng làm sao mà nó những cái này ta đánh chậm chậm á. Tại vì cái này nó cũng tập đi tập lại nhiều rồi, nên là chúng ta cố gắng làm sao mỗi ngày một hoàn thiện cho các bạn hiểu ha. Còn đâu em lấy hơn xưa một thời, về trong si vắng cơn mưa gọi mời, rồi rồi ta ly ta. Yên tâm cái tập, cái bạn cứ tập chậm và đánh sau này nó thành phản xạ rồi ha. Thì tự nhiên ta đánh ta hát được à. Chát 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 rồi, chát 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 rồi, chát 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 chát. Khi nào quen rồi các bạn sẽ tiếp tục phản xạ đấy ha. Mưa vâng ai mưa chờ đợi biển đầu. Làm sao em biết kia nó không đau. Xin tha cho mưa qua biển đất dòng. Điều lãng quên đều lãng dù. Xin cảm ơn các bạn, cái phần minh họa cái điệu đã hết. Sau này chúng tôi sẽ có hai cái bài, đó là cái bài giận hờn và bài lâu là tình ái để tăng cường bổ sung phong phú cái phần intro và phần phát. Xin cảm ơn các bạn.